buổi chiều ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn. Hello anh em, chúc anh em một buổi chiều ấm áp. Mấy hôm nay lu bu dọn xe không có quay review cho anh em xe được ha. Nay shop sẽ quay một con CL50 cho anh em xem. Một khung cảnh một buổi chiều ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn. Hôm qua đi giao xe chiếc sên lợi xanh, màu xanh lính cho ông anh đen mà lu bu quá, tranh thủ đi giao xe anh em nên không có quay clip cho anh em xem. Mấy hôm nay lu bu dọn mấy xe dọn nên không có quay clip cho anh em, nay review xe cho anh em ha. Sáng có ông chú ông hỏi là mấy hôm nay không thấy quay video thì cho anh em xem, thì hôm nay mới có xe này quay cho anh em xem. Mấy hôm nay đang lu bu làm mới dọn mấy cái xe đây là dọn mấy cái xe này, anh em quay cho anh em xem. Dọn mấy cái xe rồi để quay vào chi tiết. Hôm nay quay con CL50 cho anh em, con CL50 biển số 67 An Giang anh em ha. Con xe đẹp lắm, thì ở đây sớm sẽ quay chi tiết cho những anh em, những ông chú ở xa xem ha. Đây rồi, hôm nay sớm sẽ review cho anh em con CL50 này ha. Quay vô đây quay chi tiết con xe này cho anh em ha. Bữa giờ lu bu dọn xe không có quay xe cho anh em được, thì những anh em nào mà có dặn xe sớm thì xem ha. Con CL50 bữa giờ không có xe đó, thì vừa mới dọn xong thì quay cho anh em xem luôn đó. Thì bây giờ đi vô chi tiết ha. Đây thì như những clip trước ha, thì shop sẽ quay cho anh em xem bình xăng lớn CL hàng mới 100% anh em ha. Đây là bình xăng lớn CL ha, được shop dọn vô 100% hàng mới nha, bình xăng mới anh em ha. Yên CL nhựa hàng mới đó, 3 ga CL inox, cái này là inox nha anh em, inox nha. 4 tay xi nhan Atimon đó, 4 tay xi nhan Atimon anh em ha. Những cái món nào mà shop vô hàng mới thì shop sẽ báo cho anh em là hàng mới ha. Những món nào cũ thì mình shop thì sẽ nói cũ, cho những anh em, những ông chú ở xa xem để hiểu rõ con xe mình tính mua, mình muốn mua ha. Đó, những món nào mới thì shop sẽ báo mới, những món nào cũ thì shop sẽ báo cũ cho anh em. Cốc đèn lái sau hàng mới ha, mới 100% được shop dọn, shop vô cho anh em. Đó, cặp dè CL hàng dày ha, cặp dè CL hàng dày ha, được shop vô hàng mới cho anh em luôn. Đó, đi xuống niềm câm phục trước sau. Niềng câm này là còn khá nên shop không có thay nha anh em. Niềng câm còn khá nên shop không có thay nha. Đó. Gấp chắc chắn anh em ha, gấp chắc chắn. Đi vô sườn thì cái xe này nước sơn nói chung là chỉ có được thôi anh em, chứ không được là bóng bẩy nha, không được là mới bóng bẩy nha. Rồi shop sẽ quay rõ ràng chi tiết, báo rõ ràng chi tiết tình hình chiếc xe cho anh em. Những anh em ở xa là có cọc là có ship xa cho anh em hết, nên những anh em ở xa có việc yên tâm ha. Shop sẽ hỗ trợ cho anh em, shop sẽ quay thiệt là chi tiết rõ ràng cho những ông anh, những ông chú ở xa. Bởi vì lúc nào shop cũng tự tin đi mình giao xe cho anh em á, tại vì mình báo tình trạng xe rất là kỹ rồi, nên anh em có việc yên tâm ha. Từ sườn bọng đó, nước sơn, thí dụ như xe nước sơn mới thì shop sẽ báo là nước sơn bóng bẫy mới, còn như những cái xe này nước sơn là shop báo là không có bóng bẫy nha. Xe này nước trơn chỉ là sạch sẽ thôi chứ không được bóng bẫy đó, nên anh em yên tâm ha. Shop sẽ có sao báo vậy. Quay vô sườn bọng, quay vô đây ha, sườn bọng mà đẹp anh em ha, sườn bọng được ha. Đó, xe này là máy 70 nha anh em, xe này là máy 70 nha, xe máy 70 được shop dọn nguyên cây bô lá me đó, nguyên cây bô lá me luôn. Hàng bô này là mới 100% nha anh em, mới 100% nha, shop không có gắn đồ cũ nha. Thì như những anh em mà có xem ship clip của shop, theo dõi clip của shop thì anh em biết rồi, những cái món mà shop vô đều là hàng mới hết, chứ không có lấy đồ cũ gắn vô mà giờ để cho mà đầy đủ. Shop đều vô hàng mới hết, cái món nào không được là shop vô hàng mới hết cho anh em. Đó, ghi đông Vin MD khá là chắc chắn anh em ha, khá là chắc chắn ha. Đó, thì những con xe mà shop dọn thì anh em biết rồi, lúc nào cũng vậy, đường điện dàn chân là đầy đủ hết anh em ha. Đó, để test cho anh em luôn, có mấy clip quên test xi nhan, xếp đèn cho anh em. Có nhiều ông anh hỏi sao không có quay cái đó, nên nhiều khi shop quên ha, nên shop sẽ cố gắng quay chi tiết cho những ông anh, những ông chú ở xa xem cho rõ ràng ha.
đó, cuộc trước cuộc sau pha đèn là hàng mới nha. Xi-nhan Atimon đây anh em nhìn ha, Xi-nhan Atimon hàng mới 100% được shop dọn sạch sẽ vô ha, không có xài đồ cũ nên anh em có bị yên tâm ha. Cái nào mà mình báo là vô đồ mới cho anh em là vô đồ mới, còn món nào cũ mình cảm thấy mình xài được thì mình sẽ để lại cho anh em ha. Đây đó, đầy đủ hết. Xi-nhan phải ha, Xi-nhan trái ha, Xi-nhan phải ha, kèn ha, đầy đủ hết. Cố gắng quay chi tiết cho những ông anh, những ông chú ở xa. Và đây là logo ha, những chiếc xe mà sắp dọn, những xe sắp dọn kiển đẹp ha, là đều vô cái logo Honda này cho anh em đó, vô cho xe nó đầy đủ ha, khá là cứng cáp. Cái ghi đồng MD cứng cáp lắm anh em, đây một chút sắp sẽ quay ghi đồng, sắp sẽ review cho anh em đó. Được sắp vô cặp về CL hàng dày nha, hàng dày niền trăm đùm, còn khá nên shop không có thai nha anh em ha. Đó, còn khá nên shop không có thai. Và con xe này cái giá cũng cực kỳ dễ thương luôn anh em, con xe này giá cực kỳ dễ thương luôn. Đó, đi qua đây quay chi tiết cho những ông anh, những ông chú ở xa xem ha, shop sẽ báo rõ ràng tình trạng chi tiết cho những ông anh, những ông chú ở xa xem ha. Mấy em này lù bù không có quay để được những anh em, những ông chú ở xa điện thoại hỏi thăm anh em ha. Đây sườn là đẹp đó, sườn là đẹp ha, chỉ có nước sơn là không được bóng bẫy thôi ha, không được bóng bẫy thôi. Số khung số máy là chuẩn chỉ. Cái này là shop tạo, là cạo lớp sơn ra shop coi nha, shop coi số khung số máy nha anh em ha, nên anh em mới bị yên tâm. Ở dưới số khung số máy đó, niền trăm còn khá anh em ha, niền trăm khá ha. Đây ra làm sao, niền trăm khá ha anh em ha, phuộc trước phuộc sau đẹp đó. Những con xe mà shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn bán thì anh em có bị yên tâm ha. Từ lúc nào phải quay từ số khung số máy rõ ràng cho anh em ha, quay số khung số máy biển số khá là rõ ràng cho anh em. Thì những ông anh, những ông chủ ở xa có bị yên tâm, lúc nào tả xe quay xe cũng trực tiếp chi tiết hết nên anh em đừng có lo gì hết. Đây còn cái vận chuyển thì anh em cứ bị yên tâm nha, có cọc là có ship xa cho anh em hết nên anh em cứ bị yên tâm. Từ ngoài Hà Nội, từ ngoài Bắc, Hải Phòng gì là sắp xếp hết, Bình Định gì là sắp xếp toàn quốc cho anh em hết nên anh em cứ bị yên tâm ha. Anh em cứ việc cho shop địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận thôi. Thì ngoài ra những cái xe hay là món phụ tùng shop cũng đều ship toàn quốc cho anh em nên anh em cứ bị yên tâm ha. Còn đây, đây là biển số của nó, biển số 67 ha, 1941 đó. Quay rõ ràng chi tiết cho những anh em, những ông chú ở xa xem. Đi mình đi cái dán ghi đông MD này cứng xe lắm anh em, cứng xe lắm. Sắp test cho anh em nghe máy luôn. Xe này là máy 70 nha anh em, xe này là máy 70 nha. Quay sát vô tí xíu cho anh em nghe thử tiếng máy ha, cho anh em nghe thử tiếng máy. Máy bên shop lúc nào cũng vậy, là bao im nha anh em, bao với anh em là im ha. Cô mới 100%, test cô cho anh em nghe luôn ha, test cô cho anh em nghe luôn. Đây còn bây giờ thì shop sẽ bịch cái lỗ vô lại, shop sẽ bịch cái lỗ vô lại cho anh em nghe thử tiếng máy nha, không một tiếng động, không một tiếng hú nha anh em ha, không một tiếng động, không một tiếng hú ha. Máy 70 đi nhẹ xe, bô bắt hàng loại 1 ha, bô bắt lá me hàng loại 1. Đây canh ti nhuyễn ngừ, quay cho anh em nghe tiếng bô luôn ha, quay cho anh em nghe tiếng bô luôn đó, quay tiếng bô cho anh em nghe tiếng bô. Số 67 An Giang.
ha. Đi một vòng cho anh em quay rõ chi tiết. Thì những anh em nào mà có theo dõi kênh của shop thì anh em cũng có biết rồi ha. Cái kênh của shop là chuyên về phụ tùng xe, chuyên về xe cho anh em ha. Lúc nào cũng quay rõ ràng chi tiết, báo giá chi tiết, báo giá sườn xe hay là những dàn chân, dàn điện xe, lúc nào rõ ràng cho anh em hết. Nên anh em cứ việc yên tâm ha, những ông chú có việc yên tâm ha. Đó, quay rõ ràng chi tiết con xe cho anh em xem. Có cọc là có ship xa hết, nên anh em cứ việc yên tâm. Xin nói thêm một lần review thêm cái ghi đông MD này cho anh em ha. Cái ghi đông MD này đây, để quay qua đây. Nếu mà những anh em nào mà có xe rồi ha, nếu mà những anh em nào có xe rồi thì đây, những anh em nào mà muốn mua ghi đông MD này là giá 550 một cây anh em ha, giá 550 một cây, ship code toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em thanh toán phí ship là bên mua chịu anh em ha. Đây là ghi đông zin MD nha, ghi đông zin MD đó, cho anh em về đi cứng xe, chắc xe. À, quay cho những anh em luôn. Thì ngoài xe ra thì shop có phụ tùng dọn xe cho anh em, nên anh em có bị yên tâm ha, lúc nào cũng hỗ trợ những anh em ở xa hết mình. Đó. Anh em nghe tiếng máy đã không? Canh tiền diễn nhừ ha, canh tiền diễn nhừ anh em ha. 21.500.000. Bữa giờ lu bu làm mấy cái xe dọn nên không có quay xe cho anh em được, không có xe không có quay được. À, bữa giờ mấy ông chú điện thoại hỏi, thì đó thì shop sẽ cố gắng ra những cái video những chiếc xe gọi là đẹp cho anh em ha. Để là những anh em mà đặt xe dọn bên shop thì anh em cũng bị yên tâm ha. Shop đang cố gắng làm cho nhanh. Trong mua shop thì liên hệ shop gấp ha, để shop gửi hàng cho anh em. Chứ anh em nào mà dặn shop đây, giờ mới làm xong ngày hôm qua thì đây tuần số gia công 67 vít lửa. Những anh em, những ông chú nào mà dặn shop thì vui lòng liên hệ lại với shop ha. Đây về được 50 cây, đây là hàng gia công nha anh em ơi, đây là hàng gia công nha. Đây nước xi, anh em nhìn nước xi tới cái đường điện nha, cái đường hàng điện nha. Đây là hàng gia công, đây là cần số 67 vít lửa ha. Giá của em nó là 550 một cây anh em ha. Như anh em nào, những ông chú nào mà dặn shop thì vui lòng liên hệ lại với shop qua số điện thoại 0909 00 0708 anh em ha. Shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Những nói chung là những cái phụ tùng bên shop là ship code toàn quốc cho anh em hết, nên anh em cứ bị yên tâm. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em thanh toán ha. Phí ship là bên mua chịu. Thì cái hàng gia công này nói chung là làm từng đợt anh em, nên có nhiều ông chú điện thoại vô shop mà hết hàng. Thì những anh em nào, những ông chú nào mà có theo dõi kênh của shop mà nếu mà thấy cái hàng này thì liên hệ lại với shop ha. Tại vì có nhiều khi mình shop lưu cái số điện thoại lại là nó không có hết được. Đó là những ông chú nào mà xem thì vui lòng liên hệ lại với shop. Cần số 67 dít lửa ha, với giò đập lùng là 450 cây. Thì những anh em nào mà dặn shop thì vui lòng liên hệ lại với shop ha, tại vì hàng nó có số lượng thôi. Tại vì cái hàng này là hàng đặt làm anh em, hàng đặt làm. Với cái thứ nhất, cái thứ hai cây gấp dài được 20 cây, gấp gia công rồi giờ còn một mấy cây anh em. Đây để quay cho anh em xem, quay anh em xem vừa mới làm, phải làm mấy cái đồ gia công anh em, cái gia công nhìn nó chất lượng. Đây gấp 67 hàng gia công nha ha, chưa sơn. Giá của em nó là 450.000 một cây ha, ship code toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em thanh toán ha, phí ship là bên mua chịu. Đó cực kỳ chắc chắn, dày dặn anh em ha, dày dặn ha. Đó gấp này dành cho anh em đi máy lớn, đi máy từ 100, 110, 54, nói chung là anh em cầm cái gấp lên anh em sẽ khoái liền. Tại vì một cái gấp này tới 2 kg mấy lần. Tại hôm qua cân bao nhiêu sắp quên rồi, lu bu quá quên rồi.
đó, đây là hàng gia công ha, đây là gấp đó, 450 một cây, chưa bao gồm phí ship anh em ha, ship code toàn quốc cho anh em, anh em nhận hàng anh em kiểm tra hàng rồi anh em thanh toán ha, phí ship là bên mua chịu. Hay túi nhét sườn anh em để ngày mai đi, ngày mai quay cái túi hai bên này cho anh em. Hôm qua có ông anh ông dặn mà quay lu bu không có làm, không có làm clip. Ngày mai quay cho anh em xem túi hai bên ha, túi hai bên với túi nhét sườn. Ở hôm qua có ông anh ông điện thoại ông dặn để ngày mai đi, ngày mai shop sẽ quay cho anh em xem. Đây là giờ này đây đang quay quay xe với đóng hàng rồi nên không review, để sáng mai sắp sẽ review cho anh em ha. Rồi bây giờ thì quay lại với con xe của mình ha, con CL50, con này là SS nha anh em, SS50 lên CL50, máy 70, biển số 67 An Giang. Để sắp test cho anh em xe máy đã lắm anh em ơi, taxi Diễn Như, xe này đổ nổ khi nào mà hết xăng rồi mới nghỉ nha anh em. Xem video nếu cảm thấy hay ha, cho shop một like, đăng ký và một chia sẻ ha, để luôn cập nhật được các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Từ nói chung là từ bên shop là từ dọn xe, từ mua bán xe tới phụ tùng, nói chung là ship toàn quốc cho anh em hết. Từ những anh em chơi xe, những anh em thầy thợ lúc nào cũng hỗ trợ những anh em ở xa hết mình ha, những anh em ở xa cái việc yên tâm. Và đừng quên số điện thoại của shop nha, số điện thoại của shop là 0909000708 anh em ha. Rồi cảm ơn và bye bye anh em ha, chúc anh em một buổi tối ấm áp, bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.